Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Sơn PS. Và trong video này thì tôi chia sẻ với các bạn về 5 cái sai lầm để các bạn có thể tránh khi mà mình bắt đầu kiếm tiền online với Clickbank và những cách kiếm tiền trên mạng nói chung. Thì trong thời gian qua, như các bạn đã biết, tôi đã chia sẻ về những cách kiếm tiền online, về digital marketing, affiliate marketing, và đã giúp được cho rất là nhiều người bạn đã ra được cái kết quả kiếm được tiền tại nước ngoài và rút được tiền tại Việt Nam rồi. Đấy, thì các bạn hình dung như vậy này, giả sử đi bây giờ bạn kiếm vài trăm đô ở trên thế giới đi thì nó rất là dễ, đúng không? Nhưng khi mà bạn nó quy đổi tiền Việt Nam á, thì cái giá trị tương ứng rất là cao. Đấy, thì nếu như bây giờ bạn là một người mới bắt đầu khi mà xem những cái chia sẻ, những cái video của tôi ở trên kênh YouTube này, đối video này đi, thì bạn có thể tìm cái từ khóa là Sơn PS Clickbank, hoặc là bạn cũng có thể là tìm cái từ khóa là Sơn PS kiếm tiền online chẳng hạn. Đấy, thì tôi cũng có dạy về những cái cách kiếm tiền online trên mạng hay là kiếm tiền trên YouTube. Đó, bạn có thể là bắt đầu với những cái từ khóa này để bạn có thể tìm ra được những video của tôi. Đó, tôi chia sẻ từng bước step by step, và thực sự những cái hình thức này thì tôi đã chia sẻ nó đó 3-4 năm rồi các bạn. Và đây là những cái gì mà tôi đã ra được những cái bằng chứng thực tế, những cái bằng chứng rút tiền. Đấy, thì quan trọng nhất là cái này đúng không nào? Thì đa phần anh em là tìm hiểu về cách kiếm tiền, thì anh em cũng mong muốn được rằng xem cái này đã ai đã làm được cái chưa. Hoặc thì tôi cũng đã tổng kết được lại này. Bạn vào cái mục danh sách phát nhé, sau đó bạn vào cái danh sách phát có tên là đang kiếm được tiền, thì tôi có phân ra, thì những cái cách nào kiếm được tiền thì tôi cũng có lọc ra như vậy này. Đó, thì bạn có thể tìm đó. Ví dụ như bây giờ tôi có thể đề xuất anh em bắt đầu với Clickbank là số 1. Cái thứ hai anh em có thể là tìm hiểu về cách kiếm tiền với Bray. Đấy là cái video này, cơ hội kiếm 20 tới 100 triệu mà không cần bỏ vốn này. Thì cái này tôi đã có bằng chứng rút được tiền về rồi. Và trong cái tháng 9 này, thì đâu đó chắc là tài khoản của tôi phải kiếm được khoảng đâu đó phải 3-4 nghìn đô từ cái Brave này. Đấy, từ cái Brave này nha. Mà trong khi đó thì tôi cũng mới bắt đầu làm thôi. Khi mà tôi mới bắt đầu làm thì tôi chia sẻ cho anh em đó, nên anh em đừng có bỏ lỡ cái này nha. Thì nó chỉ là kiếm được khoảng đến tháng 12 năm 2019 thôi. Đó, nhanh, tranh thủ thật là nhanh để làm cái này. Đó, thêm nữa anh em cũng có thể là học cái Momo này. Thì trên một lần giới thiệu, một lần rep anh em kiếm được khoảng 100k rồi. Còn ra thì rất là nhiều cách khác nha. Thì mình hãy vào trên cái kênh YouTube đây này, tôi quay lại này. Anh em vào cái phần danh sách phát đây. Sau đó vào phần là đang kiếm được tiền nha, đang kiếm được tiền. Đấy, thì có rất là nhiều những cách đang kiếm được tiền, thì anh em vào coi cái tổng quan trước, sau đó thì mình mới trở ra trên cái mục video này để mình có thể là xem hết những cái chia sẻ của tôi đó, thì anh em sẽ tạo được cái nguồn thu nhập khá là tốt ở đây. Thì một vài những cái sai lầm để anh em có thể tránh khi mà mình kiếm tiền online với Clickbank. Đầu tiên này, đó là mình không có nên chọn những cái sản phẩm về trong ngách kiếm tiền. Thì đây là cái kinh nghiệm của tôi. Bởi vì sao? Khi mà anh em bắt đầu với cái ngách kiếm tiền á, có nghĩa là cái ngách về MMO ở trên Clickbank á, thì cái khả năng hoàn trả lại rất là cao. Đó, khả năng hoàn trả lại rất là cao, cũng như là cái cạnh tranh nó cũng rất là cao, các bạn nó khó bán cái sản phẩm nó lắm. Tại vì những sản phẩm đấy giá nó cao ở trên đó rồi. Đấy. Và một vài những cái sản phẩm anh em dễ dàng để bắt đầu á, có thể chọn sản phẩm về sức khỏe, giảm cân, nấu ăn, phát triển bản thân. Đó, thì những cái sản phẩm này nó sẽ dễ bán hơn rất là nhiều để anh em bắt đầu và tạo được cái động lực cho mình trước đi đã. Tạo được cái động lực cho mình trước đi. Đây, thì mình vào trong group đây nhá, anh em vào trong phần hình ảnh đây này. Sẽ rất là nhiều anh em đã ra được cái kết quả rồi. Về sau này nhiều anh em ra được kết quả lớn hơn rồi thì lại không có chia sẻ thu nhập. Đó. Nhưng những anh em mà mới thì thường là hay đăng lên những cái thu nhập. Ở đây thì anh em mới thấy rằng là cũng đã biết bao nhiêu người ra được cái thành quả rồi, đúng không nào? Thì mình hãy tiến lên, đúng không nào? Tin, niềm tin vào chính bản thân mình, đó, rằng mình cũng có thể là ra được cái kết quả giống như vậy. Đấy nhá, thì cái này là bản full không che. Đó là những cái kết quả thực tế. Thì thường là anh em hay post là vào trong group và có những cái trao đổi kinh nghiệm ở trong này. Thì đường link các thứ là tôi có để lại ở phía bên dưới video này, anh em nếu quan tâm thì bấm vào đường link phía bên dưới video để xem thêm nhá. Rồi, cái lưu ý số 2 anh em cần phải tránh, những cái sai lầm cần phải tránh. Đó là mình chọn sản phẩm mà mình không có sự hiểu biết gì về nó cả, cũng như là mình cũng chẳng đam mê hay không yêu thích gì nó. Thì một cái lưu ý ở đây, đó là lời khuyên của tôi ấy, đó là bạn hãy học nó nếu như bạn chưa hiểu đó. Hãy đọc kỹ những thông tin, và một cái điều đây ấy, để bạn nó dễ dàng bạn học nhất, đó là mình hãy đọc những cái sell page của họ, những cái trang bán hàng của họ, những cái lời chào hàng của họ, đọc những email của họ,
bạn bấm vào phần dịch á, bạn bấm vào phần dịch là bạn hoàn toàn có thể là chuyển ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt để bạn đọc, để bạn có một cái khái niệm, bạn hiểu về cái thông tin của nó rồi. Đó thì bạn bắt đầu được với nó nha. Rồi, ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái testimonial này, những cái bằng chứng của những người đã sử dụng sản phẩm, hay những cái review đánh giá từ chính cái sản phẩm mà bạn đang chuẩn bị kinh doanh. Thì lúc này bạn phải có sự am hiểu về sản phẩm, bạn biết về lợi ích, biết công dụng, biết tính năng, biết rằng cái sản phẩm này nó dành cho đối tượng nào, thì lúc đó bạn mới bán được hàng, đúng không? Thì cuối cùng bán hàng bạn phải là trao giá trị. Bán hàng là bạn cần phải là hiểu về cái đặc tính, cái thông tin sản phẩm. Nên là tại sao bạn chưa bán được cái sản phẩm trên Clickbank mà có nhiều người bán được? Có thể đâu đó họ đang biết những cái gì mà bạn chưa biết. Bạn công nhận điều đó không nào? Họ đang biết những cái điều gì mà bạn chưa biết. Nên những cái video này á, có thể là tôi chưa có đi sâu về cái hướng là làm nó như thế nào, nhưng tôi đang cho các bạn về cái mindset, đó là về cái tư duy đúng trước đã. Tư duy nó quyết định cái 80% khả năng thành công của bạn, chứ không phải là làm nó như thế nào, được không nào? Rồi, tiếp theo này, cái sai lầm số 3 ở đây, đó là bạn thường nghĩ rằng đó là làm Clickbank hoặc là kiếm tiền ở trên online thì phải giỏi về tiếng Anh thì mới thành công được. Thì tôi xin chia sẻ với các bạn, thực sự tôi cũng không phải là người giỏi về tiếng Anh các bạn. Mọi thứ là tôi bắt đầu và tôi cũng bỡ ngỡ giống như các bạn vậy đó. Nhưng tôi có một cái niềm tin. Thực ra Việt Nam chẳng có ai làm thành công nhiều đâu, nhưng mà tôi niềm tin rằng là thằng tụ nước ngoài nó làm được thì mình làm được. Không, thực ra về công nghệ, về marketing hay là về sự chăm chỉ thì tụ nước ngoài nó không bằng của mình đâu. Nhưng nó làm được thì mình làm được. Thế là tôi mày mò, tôi nghiên cứu ra những cái video, những cái chia sẻ của tụ nước ngoài làm á. Thì dĩ nhiên là tôi biết về marketing rồi. Đó, tôi đã kinh nghiệm về MMO rồi, nên tôi sàng lọc được những cái nào nó hiệu quả, cái nào không hiệu quả. Sau đó tôi làm ra kết quả rồi, tôi đóng gói lại, tôi mới chia sẻ cho các bạn ở đây. Chứ không phải là những cái gì mà tôi đọc sách vớ vẩn mà ra được những cái điều này, mà thực sự đó là kinh nghiệm thực tế rồi. Nên ở đây tôi đã chuyển hóa nó thành những cái kinh nghiệm thực tế của tôi, và nó bằng tiếng Việt để bạn có thể bắt đầu được nó dễ dàng. Và tôi cũng định hướng làm sao đó ở trên cái kênh YouTube của tôi á, ở Sơn PS đây này, thì tôi sẽ định hướng đó là trở thành một cái kênh tôi chia sẻ cho các bạn về marketing online, về xây dựng được về business trên internet, một cái doanh nghiệp thực sự ở trên internet, và giúp cho bạn tạo được những cái nguồn thu nhập hoàn toàn thụ động ở trên này. Đó, bạn có tin để mình, bạn phải có một cái niềm tin rằng mình có thể kiếm được $1,000, $2,000 thu nhập một tháng ở trên đây. Nó hoàn toàn là sự thật các bạn. Đó, và đối với tôi, đối với những học viên của tôi thì cái việc này nó là cái việc là đã vượt được xa được rất là lâu rồi. Được chưa? Rồi, số 4 đây. Cái sai lầm mà chúng ta hay nghĩ rằng có nhiều người học cái chương trình chuyên sâu của tôi, đây là người mới bắt đầu, thì họ hay hỏi rằng là thế mình tham gia chương trình của bạn thì sau một tháng thì mình kiếm được bao nhiêu tiền đó, hay là liệu rằng mình có thể là lấy được lại vốn, hay là mình đang cần việc gấp, mình đang cần 100-200 triệu rất là gấp đây, thì mình có thể là lấy được vốn trong khi nào đó. Thực sự tôi chia sẻ với các bạn rằng không thể nào mà các bạn thành công được nó trong một thời gian ngắn được. Luôn luôn cái định luật là 10.000 giờ, đúng không nào? Hoặc là ít nhất thì bạn phải hiểu được rằng bạn phải đầu tư cho nó 3 tháng đầu tiên để bạn hiểu về nó, bạn biết cách làm về nó, bạn thử sai với nó. Thì lúc này bạn mới bắt đầu có một cái rõ ràng, một cái đường hướng để bạn biết được rằng những cái đường đi nước bước ra làm sao, đúng không nào? Chứ không thể nào mà sau một đêm là bạn có thể thành công được. Dĩ nhiên nó có thể giúp được cho bạn thành công được rất lớn với nó. Tuy nhiên rằng không thể nào trong thời gian ngắn được. Nên hôm bữa tôi có đăng lên Facebook của tôi này, tôi có chia sẻ các bạn, nếu như bạn đã thường xuyên đọc những cái gì tôi đang chia sẻ trên Facebook đó, ví dụ này này, cái bí quyết để kiếm được tiền nhanh mà không cần vốn đầu tư, không cần kỹ năng hay trình độ, không cần quan hệ, mối quan hệ hay là kinh nghiệm gì hết, thì bạn quan tâm cách này không này? Kiếm tiền nhanh mà không cần vốn, không cần kỹ năng, không cần kinh nghiệm, không cần phải trình độ gì hết đây, thì bật mí, đó là nằm mơ thì mới có. Bạn hãy nhớ, nằm mơ thì mới có. Mọi thứ á, hoa trái thì nó bắt đầu từ gốc rễ, đúng không nào? Thì bắt đầu phải gốc rễ thì bền vững, đúng không? Bạn cần phải có những cái đó nó thật sự bền vững rồi. Tất cả mọi thành công, thành tựu đều bắt đầu từ những mồ hôi, công sức luôn phải bỏ ra. Ai cũng giống như ai thôi, tôi cũng như vậy. Ngày hôm nay tôi thành công được, tôi ra được kết quả được, thì tôi cũng đã từng giống như những các bạn những ngày đầu tiên, được không? Thì nó mới là cái bền vững nhất. Chứ không thể nào mà thành công nhanh được mà không có cái gì, không có nền tảng. Thì cái việc đó là chuyện hoang đường. Đó, cái đó là việc ảo tưởng sức mạnh. Đó, thì tôi muốn nói cho các bạn đó, để các bạn nó định hướng được. Còn tôi có những cái chương trình học chuyên sâu hơn, trả phí, chương trình kèm 1:1, thì đó là những chương trình cũng cần phải có cái thời gian. Không thể nào mà bạn, bởi vì bạn đóng tiền nên một ngày tôi chỉ cho các bạn 1-2 ngày mà thành công được, thì không có chuyện đó. Nhưng nó sẽ giúp cho bạn đi được đúng cái lộ trình.
nó giúp cho bạn biết được rằng chính xác công việc bạn cần phải làm mỗi ngày là gì, cái checklist làm việc ra làm sao, cũng như là bạn sẽ có một cái người thầy kèm cặp chỉ dẫn cho các bạn. Cũng có những cái người mà đang có một cái cùng cái mindset, cùng một cái tư duy, cùng một kiến thức chung để chúng ta cùng bắt đầu với nhau. Đó thì đó là cái điều mà tôi muốn hướng đến cho các bạn nhé. Rồi cái số 5 đây, đó là cái sai lầm là bạn không tin rằng kiếm tiền online là có thật, và lại bạn lại càng không tin rằng là kiếm được 100-200 triệu một tháng là có thật đó. Nên nó bạn làm nó nửa vời lắm, bạn làm nó rất là hời hợt đúng không nào? Bạn làm rất là hời hợt đó. Nên nếu như bây giờ bạn không làm thì thôi, bạn nếu bạn làm thì bạn hãy tìm sâu vào, đào sâu vào lĩnh vực này, bạn hãy thử tìm ra được những cái lĩnh vực khác nữa, ví dụ kiếm tiền với YouTube, kiếm tiền affiliate với những hình thức khác ở trên mạng này, thì người Việt của mình rất là giỏi. Thậm chí nhiều người bạn đã kiếm được một vài trăm triệu là chuyện bình thường. Có những bạn sinh năm 96, sinh năm 99, sinh năm 2000, họ kiếm được vài trăm triệu rồi mà tôi biết, tôi chơi rất là thân với họ các bạn. Đó, nên đây là sự thật không? Đôi khi mình đang giới hạn bởi những gì mà mình chưa biết thôi. Không? Còn những người mà họ kiếm được tiền tỷ một tháng thì dường như họ không xuất hiện ra bên ngoài. Bởi vì một vài lý do, nếu như bạn đã đào sâu về nó thì bạn hãy tìm được lý do ở đấy. Đó, họ sẽ không xuất hiện ở bên ngoài đâu. Nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ những cái gì mà tôi biết cho các bạn. Không có nhiều người nghĩ rằng là bởi vì tôi bán khóa học nên tôi dạy cho các bạn. Không phải đâu. Ngay cả khi bây giờ tôi chưa bán khóa học thì tôi vẫn chia sẻ cho các bạn, tôi vẫn chỉ cho các bạn tận tình. Còn những ai mà mong muốn học chuyên sâu hơn, mong muốn mình lên được level cao hơn nữa, mong muốn mình được phục vụ ở cái level cao hơn và mình không muốn mất cái thời gian quý báu của mình, và ai tin tưởng rằng cái việc là học là đầu tư, thì có phải là bạn đi học đại học, bạn học hết 12 năm học, bạn phải bỏ mất mấy trăm triệu đúng không nào? Nhưng cuối cùng là gì? Đó, mình được gì thì các bạn cũng tự nhận thức được đúng không nào? Không, khi mà bạn đi làm ở bên ngoài, bạn đi làm công ăn lương cho người ta, nhưng bạn có thể nào đạt được mức thu nhập 30 triệu, 50 triệu một tháng không? Có số lượng người đạt được cái mức thu nhập như vậy nhiều không ạ? Nó hoàn toàn rất là khó đúng không nào? Không, làm sao bạn có thể kiếm được 100-200 triệu được khi mà bạn đi làm công ăn lương? Trừ khi bạn là sếp, bạn là người chủ thì bạn mới có được thu nhập như vậy, được không nào? Đấy, thì đây là cái những cái gì mà tôi chia sẻ với các bạn rất thật lòng. Đấy, nhân tiện đây thì tôi chia sẻ với các bạn về cái mà tôi đang làm thời gian gần đây. Cái này là một trong những cái mà tôi kiếm được tiền thành công thôi. Cái Brain này nhá, Brain này. Thì tôi cũng đã có những cái video chia sẻ từ trước rồi ở trên kênh YouTube này. Bạn có thể tìm ở đây này. Tôi chỉ cho các bạn cách tìm này. Vào một kênh của tôi Sơn PS này. Đó, tốt nhất là bấm vào phần danh sách phát ở đây. Sau đó là chọn vào cái phần là đang kiếm được tiền. Những cái mục nào kiếm được tiền là tôi sẽ bỏ vào đây hết. Tức là kiếm 20 triệu không cần vốn này. Đấy, thì bạn hãy bắt đầu với nó trước đi. Bạn kiếm được tiền đi. Tôi vẫn dạy cho các bạn những cách kiếm tiền được thực sự, những cái nào mà tôi đang làm. Đấy, thì đây là kiếm tiền như nào. Cái này á là được thanh toán từ tháng trước này. Còn cái đây là thanh toán tháng này nhưng mà chưa thanh toán. Phải đến ngày 8 tây tháng 10 thì tôi mới được thanh toán này. Đây, thì tới thì hiện tại đang có 6.735 bát BET chưa được thanh toán. Dĩ nhiên rằng nó trong thời điểm đến cái thời điểm tháng 10, ngày 9 đến tháng 10, ngày 8 đến tháng 10 thì tôi vẫn sẽ tăng cái số lượng kiếm được tiền này lên nữa. Và đây chỉ là một trong những tài khoản Brain mà tôi đang làm thôi nha. Một trong những tài khoản thôi. Nếu như bạn đã coi những video trước thì bạn biết rằng tôi có rất nhiều tài khoản. Cái thứ hai rằng đây chỉ là một trong những cách mà tôi đang kiếm được tiền thành công thôi. Rồi, thì bây giờ nhé, cái BET này tôi đang có 6.735 BET. Bây giờ tôi lên đó là BAT. À, tôi lên là CoinMarket này. CoinMarket này. Xin lỗi. Tôi sẽ lên đó là CoinMarketCap. CoinMarket. Để tôi coi cái giá đồng BET thời điểm hiện tại là bao nhiêu nhé. Tôi nhớ nhầm, mình đang tăng lên rồi các bạn. Lần trước là 0.17. À, hôm nay là 0.19 rồi này các bạn. 0.19 đô trên 1 BET. 0.19 đô trên 1 BET. Mà đây trên một tài khoản của tôi này. Đây là một trong những tài khoản phụ thôi chứ không phải tài khoản chính đó. Đấy. Bây giờ nhá, tôi đang có này 6.735 BET mà tôi nhân lên 0.19 đô thì tổng số tiền là tôi nhận được là 1.279 đô, nhân lên với cả 23 đô, 23.000 tiền Việt Nam đồng
thì khoảng là gần 30 triệu. Nhưng ở đây hôm nay mới là giữa tháng 9 thôi, giữa tháng 9 thôi nhá. Rồi, đó thì đây mới chỉ là một trong những cách kiếm tiền của tôi các bạn. Để cho các bạn có cái niềm tin, các bạn đã biết được rằng đó là cái nào mà tôi đang kiếm được tiền thực sự, thì tôi sẽ cập nhật vào đây bằng chứng thu nhập kiếm tiền online cùng với Sơn PS này. Đấy, rồi nhá. Thì có nhiều người bạn cũng hỏi tôi về cái chương trình Clickbank chuyên sâu. Tôi đang chuẩn bị khai giảng cái khóa số 2. Thì chương trình này tôi sẽ đặt tên đó là Clickbank thống trị, và nội dung tôi sẽ update mới. Tôi sẽ có những cái thông tin, những cái bài học mới cho các bạn, những cái cập nhật mới nhất. Đó, và những người bạn học chương trình này thì tôi sẽ có một cái tài khoản riêng cho các bạn, tôi sẽ add bạn vào trong cái group riêng nữa, trong cái nhóm chat được hỗ trợ đặc biệt để cho các bạn nó có được cái kết quả được nhanh nhất, lộ trình tốt nhất để các bạn phát triển được lên. Thì tôi nghĩ rằng đây chỉ là một sự đầu tư thôi. Không, và đây là một trong những chương trình mà tôi mới bắt đầu tôi dạy. Nên tôi tin rằng trong thời gian tới có những học viên họ sẽ bắt đầu ra được kết quả 1.000 đô la thu nhập một tháng, 2.000 đô la thu nhập một tháng. Thì cái chương trình này nó sẽ không còn cái mức học phí ưu đãi như hiện tại là 297 đô, tương đương là 6 triệu 868 đâu các bạn. Mà tới lúc đó có thể là tôi sẽ tăng lên lại cái mức giá là 1.000 đô, 2.000 đô một một cái chương trình chuyên sâu như vậy. Thì thời điểm hiện tại vẫn đang có mức học phí là 297 đô, là tương đương 6 triệu 868 nghìn. Nhưng tôi nghĩ rằng khi mà tôi khai giảng cái Clickbank thống trị này thì tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều bạn sẽ bắt đầu kiếm được là 20 triệu, 30 triệu một tháng, thì tôi sẽ tăng cái học phí lên đó để nó về lại đúng cái giá trị thật của nó. Đó, và bên cạnh đó thì tôi cũng có những cái chương trình sắp tới mà tôi chuẩn bị khai giảng, đó là về cái chương trình về học về YouTube. Đó, để làm sao đó bạn có thể xây dựng được cái hệ thống traffic từ YouTube và có thể xây dựng được doanh nghiệp của bạn, bán được hàng, những sản phẩm của bạn nhé. Bạn có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân. Tôi không dạy về kiếm tiền bằng mồ hôi YouTube bởi vì nó rất ít. Đối với tôi á, tôi không có quan tâm đến cái việc là kiếm một vài nghìn đô một tháng nữa. Không, bạn hình dung không? Mà lúc này á, tôi sẽ chỉ cho các bạn về những level cao hơn. Đó, tôi có những doanh nghiệp tôi đã giúp được cho những học viên của tôi, những chủ doanh nghiệp họ kiếm được vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ một tháng. Không, khi mà họ có hệ thống marketing vững mạnh thì đó đó là khách hàng của tôi. Và bên cạnh đó thì tôi cũng có những cái chương trình về coaching 1-1 ở trên online nha các bạn, chứ tôi không gặp trực tiếp các bạn. Đó, chương trình coaching 1-1 để tôi dạy cho các bạn tạo được một cái hệ thống kiếm được tiền giống như của tôi. Nếu như bạn muốn kiếm được 100-200 triệu một tháng ở level cao, dĩ nhiên cái gì cũng phải học hết. Đó thì bạn để lại số điện thoại hoặc là bạn có thể inbox trực tiếp của tôi trên cái đường link thì tôi để lại phía bên dưới video rồi. Đó, một phần mô tả, hoặc là bạn có thể inbox trực tiếp của tôi trên trang cá nhân của tôi là Nguyễn Tùng Sơn ở đây. Đấy, thông tin tôi đều có sẵn ở phía bên dưới hết nhá. Rồi thì nếu như bạn thực sự quan tâm thì inbox của tôi, liên hệ trực tiếp, trao đổi với tôi một 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 cái cách làm sao đó bạn rất là cầu thị á, không? Bởi vì có nhiều người bạn inbox của tôi lắm, một ngày chắc tôi phải nhận khoảng 100-200 tin nhắn, nên nó nhiều khi tôi không rep được hết nếu như bạn nó không có đi sâu vào vấn đề, đi rõ vào vấn đề. Rồi, thế cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và xin hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.